Ủa đấy nhỉ? Bây giờ cho tay cái quay ra cái nào. Thấy chưa? Dám không? Thế nào? Tay thế nào? Ôi các cô nhiều đấy. Nhiều đi. Ôi ôi các cô đúng rồi. Đàn bà con gái đây. Đàn bà con gái đây nhiều nhỉ. Ra mày ai trông. Đấy, thấy chưa? Ôi cô xuống rồi nhìn này. Đâu nãy nãy chuyển đâu? Nó cho to như bắt đùi nó vừa chuyển nó đây cô. Đây. Sâu thế. To lắm. Cứ đào đi là thấy, tao thấy. Công giờ thế nào? Có mà. Đấy. Ôi, có tín hiệu kêu phát ra. Có tín hiệu kêu à? Đây này, nó bắt đi không mà Bé nó cứ bé nó. Con này nó sâu rồi. Con này là sâu rồi. Đây này lỗ to này nhanh này. Đây xảy hết con này ra cho anh. Xảy ra. Cô này, cô đâu? Con này nó sâu xuống đất rồi. Cô vừa gặp đây chị cô. Thấy thì nó trượt đây. Nó trượt đây chị. To lắm. Thế thì phải cẩn thận hết chứ cẩn thận. Nó liệu nó có to bằng đùi cô không? Có hơn đùi luôn. Hơn mắc đùi đấy. Hơn mắc đùi cơ. Để cháu giờ cho bắt con này băng được. Tiếng nặng luôn rồi anh em ạ. Ừ. Sắp đến rồi. Cầm là lỗ to không? Cầm là lỗ to không? Bây giờ bắt đầu mới đào ra cô. Có thì không biết ngay mà. Có mấy giò rồi thì nó ăn 100%. Mà. Thì bắt rắn thì ta phải mang cái cuốc đấy chẳng chắc cái cuốc gãy thì. Đây cái xoắn này. Nhà được rồi. Có khăn cổ. Xoắn này. Mà lại phải bắt cái được cái. Bò đâu có thấy con cá nào đâu. Chưa tín hiệu, chưa tín hiệu. Cá này nó cơ bẻ đấy, nó bổ ra đấy, bổ ra đấy. Cá nó kêu mà. Cá kêu ác luôn đấy. Cá này nó kêu ấy. Cá này nó kêu ấy. Mấy con cá này nó kêu khỏe lắm đấy. Cá đấy giờ sóng nó yếu rồi. Đúng không? Cứ đi xem bắt sẵn đi với khoai đấy. Đi xem bắt sẵn đã. Xem bắt rắn đã. Xem có đào con rắn không đang. Ôi, bị cơ. Ôi ôi. Ui. Có lỗ rồi. Có lỗ rồi anh em ơi. Có lỗ rồi. Em xuống đi, xuống đi, xuống đi. Có lỗ rồi. Sang gần đi anh em. Xuống đi. Cẩn thận nhá. Ui. Chu đầu vào đây. Có lỗ rồi, có lỗ rồi. Nghe thử thế nào. Ui ôi anh em ơi. Ui ôi. Cái gì đây? Mới rộng anh em ơi. Ở trong này á? Ờ, không biết là con gì. Xem nào. Nó to lắm. Có lỗ kìa, có lỗ kìa. Con rắn hổ mang. Ui ui, gục lỗ rồi. Rắn hổ mang á? Ừ. Ui, nhà mình tiếp tục sâu kìa. Này nó thể không? Rồi to, ui con gì to thế? To thế. Coi đây như nào. Đấy, nhẹ tay thôi nhá. Ui kìa, không sọc của nó đấy. Ui ui, con gì tiếp tục sâu anh em ạ. Đấy đi, mục đất sâu lắm. Vạc một tí trên này xuống. Đấy đấy, đúng rồi, vạc tôi đấy ạ. Ui ui. Bờ như tôi đấy không ạ? Bây giờ bắt rắn ra được rồi. Bắt được tí không lắp hẳn thoi với nhá. Ôi, ok. Để cho nắp cho. Ôi, cái nó. Anh em ơi. Đấy, để anh sử dụng cho. Ui, này. Ôi, ôi, con chặt đang ngư ơi, con gì anh em ạ? Chặt. Các khẩu rô rồi. Chặt khẩu rô rồi. Ôi, nó tít ngoài này này. Thấy chưa? Ôi, tít chưa? Để vẽ cái đất này ra. Để nó xem nào.
xem nó đúng con đá kia hay con khủng mang. Hay con khủng mang cua đây. Ui ôi 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 đầu đâu? Đừng chơi ôi. Ui đầu nó đây thật rồi anh em ơi. Ui ôi. Ui ôi. Cho đầu ra đây rồi. Chăn 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 chăn. Nên đem lên đất em kéo cái đống đất này ra anh thưa. Kéo cái đất này ra đã. Cái gì nhảy to. Ủa giò nó cắt khô không cho con xem. Đây này cô này. Nó đang dưới kìa. Đầu đâu mặt đầu đầu nó đâu. Đấy đầu đấy nhỉ. Đấy. Cho tay cái quay ra cho nào. Đi chưa? Tám không? Thế nào? Tay thế mà. Ôi các cô nhiều nhỉ. Nhiều thế. Ôi giời ơi, khô đúng rồi. Đàn bà con gái đây. Đàn bà con gái đây nhiều nhỉ. Và đất năm định nhiều thế. Cái cô ra phụ nữ nhiều nhất. Nhắn cho một cái bây giờ kìa. Tao còn bắt được nó, sợ gì nó. Ôi giời ơi. Thì nhiều thật. Chắc kìa nó bắn. Đây là đuôi, đầu đây, đây là đuôi. Đầu đây. Bắt đầu đấy mà. Đầu đây. Kìa. Để cho ấy ra nào. Để chống tròi ra cho. Cho ấy xem là có gì. Không lôi nó ra đâu. Tỉnh mấy đàn bà đây máu thế nhỉ. Bắt đuôi nó to kìa. Ui cái cục kìa. Chồng con ngao để cơ mà lo. Vậy á. Cái biết cô. Chồng mà không cẩn thận nó bế nó con cứ sống ấy. Nhưng mà cháu hỏi mấy cô này có cô nào có chồng chưa? Chưa có chồng cả. Vậy á. Từ vậy thế có ai chồng bỏ chồng chê không? Có. Có ai chồng bỏ chồng chê liên hệ ngay nhé. Có chê hết rồi. Tơ mình mặn. Ôi ôi gan anh em ơi. Làm mẹ ai chồng. Nó nằm đấy, thấy chưa? Nó nằm gọn chồng đấy. Không, ôi cô xuống nhìn này. Cô xuống đây mà nhìn này. Kinh không? Ôi đi xem cho cái hai bà cứ ngồi đây. Hai bà với hoài gì đó mà nhỉ. Quá kinh khủng không? Ở đây này một dân người đang bới khoai người ta gặp con rắn khổng lồ mà nhá. Rắn nó này đến qua nó phơi. À vừa sáng nay nó phơi. Rồi. Nó ra nó tắm nắng đấy. Ôi đâu đây? Ôi nó tung hơi rồi. Nó lỗ tung hơi rồi. Bà đã. Bà đã. Ôi. Ôi bà sao nó xuống được này? Nó tung hơi. Có lỗ tung hơi. Ôi. Ôi lỗ hơi đó. Ôi không xem nó trườn lên đã. Đã trườn lên đi. Thì ra này nói chung là các cô bảo là chồng bỏ chồng chê thì có nếu mà cháu tạo khoai tây có chồng ngay gì đâu mà. Ui, nó ra này. Từ lỗ nó ra. À, ui. Ui lỗ thôi ra này. Bên đây bên đây. Bên đây. Đi vào đi. Bên đuôi nữa. Ui, nó chuẩn đấy. Nào, chuẩn bên đuôi. Rồi, đặt to quá con này phải hơn ta. Ui, hơn ta. Hơn ta thật. Ui, nó quá. Ui. Quá kinh khủng luôn mọi người. Kinh chưa này mọi người này. Ôi to quá. Quay đi video người xem nhé. Đấy người dân người ta đang đi bới khoai tây mọi người ạ, thì người ta gặp một con rắn rất là to luôn mọi người nhé. Hóa ra nó có chăn này. Nhưng mà riêng cái loại chăn thì anh em không bắt. Đúng không? Tưởng đâu nó có nổ măng chúa chứ. Thôi để cái nó bắt chuột các cô ạ. Không bắt nữa nhá. Để cái nó bắt chuột. Thôi đi. Thôi có lẽ anh em mình không bắt con này đâu mọi người. Tại vì cái con này nó bắt chuột kinh á. Mà nó trong chăn này nó hiền. Đất nó hiền, con này nó hiền lắm. Bây giờ anh em mình sẽ thả đi nhá mọi người nhá. Mọi người xem video nếu thấy hay thì nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh của anh em nhá. Chào mọi người nhá.